Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Cửa nhà ba đỡ, mạng người quan trọng, chỉ bằng trực tiếp xông vào bắt người luôn là được rồi. Nửa đêm có chuyện gì hay không? Phu nhân thông cảm, Vu Lương Tử sắp sinh rồi, chu bà nhờ ta mời bà qua đó một chuyến. Ngươi cứ về trước đi. Nữ nhân sinh con không nhanh như vậy đâu, đợi trời sáng đi rồi cũng không muộn. Trước khi ta đến, Vu Lương Tử đã có dấu hiệu sắp sinh rồi, sợ rằng không đợi được đến trời sáng đâu. Nhưng mà hiện tại mưa lớn như vậy, ngươi bảo ta qua đó thế nào đây? Nếu như bị ướt thì sẽ bị bệnh đấy. Bây giờ có thể đi được hay chưa? Được, ta chuẩn bị một chút rồi qua đó. Mấy canh giờ sau, nhà của Chu Bà Bà. Không được rồi Chu Bà Bà, khó sinh lại thêm băng huyết. Thần tiên cũng không cứu được, không thể nào giữ được đứa trẻ này. Mộc Châu, Mộc Nộ, hai người các ngươi nhanh đi giúp đỡ, giữ được cơ hội sống sót cho cô ấy. Rõ. Sinh rồi. Là một tên nhóc mập mập. Vu Nương Tử nói lần này may mà có người đội mưa đến mời bà đỡ. Ngươi là ân nhân của đứa trẻ này. Mình đoán không sai, đứa trẻ này trời sinh lại phù hợp với đạo ngẫn của quy luật không gian, có tư cách trở thành truyền nhân của mình. Vu Lương không biết đặt tên thế nào. Lão bà tử cũng không có văn hóa, hay là ngươi đặt tên cho nó đi. Khi đứa trẻ sinh ra, trời cũng có gần sáng, đông phương cũng hơi trắng, đặt tên là Dạ Bạch đi. Triệu Dạ Bạch, tên hay, cảm ơn Dương đại ca. 8 năm sau, chợ Thất Tình. Triệu Tiểu Bạch, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi nói ta đứng lại thì ta sẽ đứng hay sao? Ta không bị ngốc. Ơi, ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng chạy, đứng lại đó. Ơi, bọn họ đi ra rồi, ra ngoài đi. Tiểu Bạch ca ca có đau hay không? Không đau chút nào. Đứa trẻ Triệu Nhã này vừa mới sinh đã bị vứt ở trong núi, sau đó mình nhặt về làm bạn với Triệu Tiểu Bạch. Bây giờ xem ra ngược lại, đã nhận được một người vợ thanh mai trúc mã cho nó rồi. Nói đi, lần này sao lại chọc đến người ta rồi? Không phải là ta chọc đến bọn họ. Là Miêu Phỉ Bình, bọn họ bắt nạt Tiểu Nhã, ta mới nói ní với bọn họ không được. Sau đó thì bị đánh một trận hay sao? Mẹ nó, không được đánh nhau với người khác, ta không đánh trả chỉ có thể chạy. Mẹ nói không được đánh nhau với người khác, ta không thể nào đánh trả chỉ có thể chạy. Vậy nếu như có một ngày nào đó, nếu như không chạy thoát thì phải làm sao? Không đâu, đại hội thu đồ của Thất Tinh Phường sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó ta sẽ đi thử. Sau này làm võ giả tu hành, đến lúc đó hắn tuyệt đối không thể nào đuổi kịp ta được. Được rồi, trời cũng đã tối rồi, về nhà đi, đừng để mẹ của ngươi lo lắng. Đại điện của Thất Tinh Phường. Có người lại gần, loại uy áp này, người đến nhất định là một vị cường giả đế tôn cảnh. Không biết là vị tiền bối nào ghé thăm. Thượng quan chức của Thất Tinh Phường này thất lễ, không thể nào nghênh đón từ xa, xin thứ tội. Bổn tọa là Dương Khai, đi ngang qua nơi này, cảm thấy quý bảo địa có duyên với ta, nên đặc biệt đến đây xem thử. Nếu như có làm phiền thì xin thông cảm. Đại nhân có duyên với Thất Tinh Phường của ta, không biết Thất Tinh Phường có vật gì đã lọt vào mắt của đại nhân. Duyên pháp vẫn chưa tới, bổn tọa chỉ là muốn định cư ở nơi này mà thôi. Ý của đại nhân là muốn gia nhập Thất Tinh Phường của ta sao? Thất Tinh Phường đại điện, ý của đại nhân là muốn gia nhập Thất Tinh Phường của ta. Ta chính là có ý này, chỉ là không biết phía thất tinh phường có tiện không thôi. Tiện chứ, đại nhân có thể hạ mình gia nhập Thất Tinh Phường của ta, chính là phúc khí của Thất Tinh Phường ta, sao có thể có gì không tiện được. Vậy thì đa tạ phường chủ. Dựa vào tu vi, chi tôn của đại nhân, chúng ta liền phụng đại nhân là thái thượng trưởng lão của Thất Tinh Phường, bái kiến thái thượng. Tốt, ngày sau chúng ta chính là người một nhà. Phường chủ, việc ta cảm nhận thái thượng, đảm nhận thái thượng của Thất Tinh Phường này, xin đừng tuyên bố ra ngoài. Thái thượng yên tâm, việc này chỉ có những người trong đại điện biết, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra ngoài đại điện. 3 tháng sau, ở bên ngoài nhất định là phải nghe lời, nếu như có thể bái nhập Thất Tinh Phường tự nhiên là tốt nhất, nếu như bị loại thì cũng không phải lo lắng đâu.
Lương yên tâm đi, Tiểu Nhã chắc chắn là sẽ không khiến người thất vọng đâu. Tiểu Bạch ca ca cũng không kém, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tranh quang vì nương và Dương Đại Thúc. Dương Đại ca, hai đứa trẻ này xin nhờ vào huynh, yên tâm đi Vu nương tử. Nếu chúng không được níu lại, ta sẽ dẫn chúng quay bệnh. Ta sẽ dẫn chúng quay về Bình An. Triệu Tiểu Bạch, đừng để ta nhìn thấy ngươi ở Thất Tinh Phường, nếu không nhất định sẽ đánh cho ngươi mông nở hoa. Có nói linh tinh nữa thì cẩn thận ta đánh cho đầu ngươi nở hoa trước đấy. Thất Tinh Phường, kiểm tra xong rồi thành tích thế nào? Tổng hợp bình định của Tiểu Nhã là giáp đẳng. Nghe người ta nói, người đến nặng tham gia thu đồ đệ. Thu đồ đại hội có đến cả ngàn người, nhưng tổng hợp bình giá đạt đến giáp đẳng, chỉ không đến 10 người mà thôi. Ây, đây chính là trăm chọn một đấy, Tiểu Nhã thật là lợi hại. Vậy con thì sao, thành tích thế nào? Con ý hả, kém xa Tiểu Nhã, chỉ là bính đẳng, miễn cưỡng coi như qua cửa. Không sao đâu, kiểm tra tư chất ngày mai mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều phải qua cửa ải ngày mai mới có thể tiến vào Thất Tinh Phường thật sự. Phía trước đó chẳng tính là gì hết cả. ta có tự tin. Hôm sau, số 763, Miêu Phi Bình. Ây, lần này ta chính là đứa trẻ nổi bật nhất rồi. Độ sáng như vậy, tuyệt đối là tư chất giáp đẳng. Thượng quan phường chủ, đứa trẻ này có duyên với não phù. Não phù muốn thu nó làm đệ tử thân truyền, không biết thượng quan phường chủ có chịu hay không. Mời các người đến chỉ là để xem náo nhiệt thôi, ai cho các người cướp người cơ chứ. Không giấu gì Thẩm tiền bối, đứa trẻ này sớm đã có danh phận sư đồ với quan thiên hành trưởng não ở trong môn của ta rồi. Hôm nay đến đây tham gia kiểm tra, chẳng qua chỉ là làm lấy lệ mà thôi. Đứa trẻ này nếu sớm đã định danh phận sư đồ với quan trưởng não, vậy não phu cũng không đoạt người. Dương Đại Thúc, Tiểu Nhã, ta thông qua rồi, ta thông qua rồi. Chúc mừng Tiểu Bạch ca ca được như ý. Ây, chẳng qua chỉ là tư chất bính hạ mà thôi. Đã cao hứng như vậy rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi là giáp đẳng nữa đấy. Miêu sư huynh, lương ta thường nói biết thỏa mãn mới có thể vui vẻ. Đừng cho rằng ngươi gọi một tiếng sư huynh thì ta không đánh người. Ngươi tốt nhất là nên nghiêm túc tu hành, nếu không sau này không bảo vệ được Tiểu Nhã muội muội, ta sẽ thay ngươi tới bảo vệ. Ta nhất định sẽ nghiêm túc tu hành, sẽ không gây rắc rối cho sư huynh. Số 897, Triệu Nhã. Này, nếu Tiểu Nhã muội muội bị loại thì phải làm sao? Vậy ta cũng sẽ không vào thất tinh phường nữa, cùng Tiểu Nhã về nhà. Tu hành làm võ giả không phải là giấc mơ lớn nhất đời người hay sao? Thất Tinh Tập, Triệu Nhã, số 897. Tư chất đánh giá giáp thượng. Tổng hợp đánh giá giáp thượng. Thất Tinh Phường. Thất Tinh Tập, Triệu Nhã, số 897. Tư chất đánh giá giáp thượng. Tổng hợp đánh giá giáp thượng. Tư chất của Triệu Nhã này tuyệt đối không chỉ là giáp thượng, mà là giáp thượng đã là đỉnh phong. Lên nữa không thể nào tiếp tục đánh giá. Từng có lời đồn, trên đế tôn cảnh còn có cấp võ đạo cao hơn, dựa vào tư chất của Triệu Nhã, rất có thể mở ra một đất trời mới cho Thất Tinh Phường. Thượng quan phường chủ, tiểu cô nương này chắc chưa có kết danh phận sư đồ với vị trưởng lão nào của Quý Tông phải không? Đúng là chưa từng. Điều rồi, lão già này nhất định có ý định với đứa bé này rồi. Đại thiện, lão phu thấy nha đầu này rất có duyên với ta, muốn dẫn nó về tông môn bồi dưỡng. Ơi, xin thượng quan phường chủ nhường cho. Lão già không biết thẹn này, thấy hạt giống tốt nào cũng nói có duyên với mình, đúng là vô sỉ. Pháp duyên đã vậy, không uổng bổn tọa chờ mấy tháng. Nha đầu có duyên với ta, có bằng lòng bái vào môn hạ của ta hay không? Tôn giá là ai, lại dám cướp người với lão phu? Vị trưởng lão này, ông ngồi đi. Có thể uy áp một vị đế tôn tầng 2 như vậy, thái thượng trưởng lão nhất định là tầng 3. Có hắn, Thất Tinh Phường ta còn sợ ai? Gặp qua thái thượng trưởng lão. Thượng quan huynh, Quý Tông từ khi nào có thêm một vị thái thượng trưởng lão như vậy vậy?
Không phải Thất Tinh Phường ta cố ý che giấu, chỉ là Thái Thượng thích yên tĩnh, không muốn bị làm phiền. Con muốn bái người làm sư cũng không phải không được, nhưng con muốn bái sư cùng với Tiểu Bạch ca ca mới được. Người này cho mình cảm giác quen thuộc quá, hình như là từng gặp ở đâu. Tiểu Bạch ca ca là ai? Bàn việc ở trong Tiểu Càn Khôn không của... Bàn việc ở trong Tiểu Càn Khôn của mình quả nhiên là tiện lợi. Chỉ dùng chút thủ thuật che mắt nhỏ bé đã khiến cho hai đứa bé này không nhận ra mình. Triệu Dạ Bạch bái kiến tiền bối. Tư chất của hắn quá kém, không có tư cách bái vào môn hạ của ta. Tiểu Bạch ca ca không có tư cách, vậy con cũng không bái sư nữa. Tiền bối xin chờ giây nát, đứa em gái này của con hơi cứng đầu, để con đi khuyên nó vài câu. Tiểu Bạch ca ca, chúng ta đi. Ơi, cho dù con nói đến mức nào, ta cũng không nhận con làm đệ tử. Hậu bối tự biết không có tư cách bái vào môn hạ của tiền bối, nhưng hậu bối không muốn vì mình mà làm hỏng phúc duyên của Tiểu Nhã. Cho nên hậu bối khẩn xin tiền bối cho phép con ở bên cạnh tiền bối làm một tạp dịch. Được, nhưng ta sẽ không dạy con bất kỳ bản lĩnh nào. Con vĩnh viễn chỉ có thể làm tạp dịch của Thanh Ngọc Phong ta. Tiền bối có thể đồng ý, hậu bối cảm kích bất tận. Nào dám cầu mong thêm điều gì? Ông muốn cắt đứt con đường tu hành của Tiểu Bạch ca ca. Ông là người xấu. Nếu con muốn chút giận cho Tiểu Bạch ca ca thì cùng ta tu hành. Chờ có một ngày tu vi của con cao hơn ta, muốn đánh ta thế nào thì đánh. Đệ tử Triệu Nhã bái kiến sư tôn, sẽ có một ngày, mình sẽ khiến cho tên này cũng nếm thử mùi vị làm tạp dịch. Những gì Tiểu Bạch ca ca phải trải qua, hắn phải trả giá ngàn lần ngàn... Hắn phải trả ngàn lần ngàn vạn. Phải rồi. Lúc này chẳng phải ông nói có duyên với đệ tử này của ta hay sao? Không dám không dám. Thái thượng trưởng lão này của Thất Tinh Phường vô cùng nhỏ mọn. Kích báo thù này đến quá nhanh rồi. Nhà đầu, con đi hỏi thử. Rốt cuộc có duyên pháp gì với vị tiền bối này để hắn nói rõ. Nếu không truyền ra ngoài, người khác chỉ e tưởng bổn tọa cậy lớn hiếp nhỏ. Tiền bối, sư tôn bảo con đến hỏi. Không cần phải hỏi nữa, vị đại nhân đó chắc chắn nghe lầm rồi. Lão hủ nói là cô nương có duyên với một món bảo vật trong tay của lão hủ. Chính là món bảo vật này, nay lão phú tặng cho cô, xem như chúc mừng cô lương bái được lương sư. Cảm ơn tiền bối. Thẩm tiền bối Chu Minh ở trước, tại hạ học theo sau. Chỗ này có một món đồ nhỏ, mong cô lương đừng chê cười. Đẹp quá. Tiểu cô lương hãy nhận lấy món quà nhỏ này của lão phù, nhận của ta, còn có của ta. Để tên đó nếm thử mùi vị làm tạp dịch, hay là để hắn trả lại gấp trăm lần được rồi. Thấy chưa, đây chính là khoảng cách giữa các người. Giờ Triệu Nhã lớn lên, mở rộng tầm mắt, nói không chừng ngay cả người là ai cũng sẽ quên đi. Tiểu Nhã tốt, mọi chuyện đều tốt, và lại tôi tin Tiểu Nhã sẽ không quên tôi. Mong là sau này cậu lớn lên cũng có thể nghĩ như vậy. Đỉnh Thanh Ngọc. Chậm quá đi. Biết tại sao lại chậm hay không? Không biết. Ơi, trang sức của ta, những vật ngoài thân quá nhiều, ta giúp ngươi giữ. Đợi sau này ngươi lớn lên ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi cướp đồ của ta, trả lại cho ta. Giữ mà lớn lên rồi trả lại cho ta chứ. Coi ta là con nít hay sao? Việc tu hành kiêng kỵ nhất là mượn ngoại lực. Những thứ này chỉ thêm gánh nặng với ngươi. Lúc nào ngươi có năng lực giành lại thì đòi ta cũng chưa muộn. Ơi Tiểu Nhã, tiền bối là cao nhân, lời ngài nói cứ nghe theo là được. Bớt nịnh hót đi. Lệnh cũng vô dụng mà thôi. Ơi, mềm mỏng nghiêm khắc cũng không được đúng không? Ơi cứng quá. Nay trời tối rồi, các ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta dạy ngươi tu hành tiếp. Ta muốn ngươi này trả giá gấp tỷ lần. Tiểu Bạch ca ca, ta nhớ gì nộ, nhớ bà và Dương Đại Thúc. Ta cũng nhớ. Lúc này, chắc Dương Đại Thúc đã về. Tập thượng báo tin cho bà rồi. Chắc chắn giờ họ đang ăn xôi rồi. Ơi. Tiền bối, ta và Tiểu Nhã đã nửa ngày không được ăn gì rồi. Xin hỏi ở đây có nơi nào có đồ ăn hay không? Không có. Ơi người xấu xa, ngươi nhận ta làm đồ đệ để cho ta đói chết hay sao?
Người xấu xa đương nhiên là không thể nào cho ngươi ăn đồ ăn rồi. Nhưng người làm sư phụ chưa chắc đã bằng lòng nhìn ngươi chết đói. Sư phụ, con đói rồi, con còn khát nữa. Đỡ đó. Tiểu Nhã, sư phụ này của muội sắp quỷ nhập thần quá, chắc không phải là quỷ thật đấy chứ. Ơi ghét ghê, Tiểu Bạch ca ca đừng dọa muội. Chỉ có cơm thôi. Con có lòng tốt cho thêm 3 cọng rau. Ta cảm ơn ngươi quá đi. Chỉ có một bát thôi, khói cảm ơn. Ơi đồ keo kiệt. 10 năm sau dưới đỉnh Thanh Ngọc. Ơi đứng lại. Hôm trước đồ ta bảo ngươi chuyển cho Tiểu Nhã sư muội. Tiểu Nhã sư muội nói thế nào? Nói không thèm nhìn đã xé luôn rồi. Nó không thèm nhìn đã xé luôn rồi. Sau đó bảo ta lần sau đừng để tâm đến ngươi nữa. Ơi ta khinh, chắc chắn là ngươi nói xấu ta. Nếu không thì sao sư muội lại không thèm nhìn đã xé luôn lá thư đó rồi. Nên đánh hắn cho ta. Đánh người đừng đánh vào mặt. Dừng tay lại cho ta. Miêu. Miêu Phiêu Bình. Không sao chứ? Không sao ạ. Chư vị sư huynh, đệ đang đùa với ta thôi. Đã đánh cho thành thế này rồi, còn nói nào đùa. Ngươi còn cười được à? Tốt xấu gì cũng là đệ tử tinh nhuệ của Thất Tinh Phường. Nếu người như thế ức hiếp một người bình thường chưa từng tu hành, các ngươi không cần thể diện nữa sao? Tu vi của chúng ta không bằng Miêu Phiêu Bình, nếu chọc vào hắn, chắc chắn là không được lợi lộc gì cả. Cút hết cho ta. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đi. Cầm lên. Xoa lên vết bầm, lành lại được đó. Thuốc mỗi lần mà ngươi đưa tới đều có hiệu quả tốt. Không ngờ ở đây 2 năm trừ Tiểu Nhã ra lại có người chăm sóc cho ta. Dù sao chúng ta cũng quen nhau từ nhỏ, ta không chăm sóc thì ai chăm sóc ngươi? Ngươi đó, không lo nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Nhã. Qua mười mấy năm nữa, ngươi không có tu vi gì thì chỉ biến thành lão già ốm yếu mà thôi. Tới lúc đó Tiểu Nhã phải làm sao? Thanh Ngọc Phong bên đầm nước. Tiểu Nhã muội ấy, cô bé rất là ưu tú, không cần biết ta có hay không, dựa vào năng lực của Tiểu Nhã đều nhất định sẽ làm nên việc lớn. Ngươi cũng nghĩ thoáng lắm. Mấy ngày trước ta quay về Thất Tinh tập một chuyến, gặp được Nộ Di và bà. Thật sao? Sức khỏe Lương ta và bà thế nào? Yên tâm đi, rất khỏe. Nói ra cũng kỳ lạ, bọn họ không chỉ không già đi, còn càng lúc càng trẻ ra nữa. Chắc hẳn là ông trời cũng thiên vị cho bọn họ. Dù gì Nương ta và bà cũng là người tốt nhất đảng. Vậy Dương Đại Thúc thì sao? Thúc ấy vẫn ổn chứ? Dương Đại Thúc là quái đại thúc giúp nhà người bán bánh trôi đó hả? Nghe bà nói 2 năm trước hắn đã rời đi rồi. Dương Đại Thúc đi rồi sao? Dương Đại Thúc chăm sóc ta giống như là cha vậy, không ngờ rằng cứ vậy mà rời đi. Ngươi cũng đừng quá buồn, trước khi đại thúc đó rời đi đã đáp ứng rồi, hắn nhất định sẽ đến thăm ngươi và Tiểu Nhã. Vậy hả? Ta biết rồi. Được rồi, ta cũng phải đi rồi, quay về muộn quá sẽ bị tiền bối trách phạt mất. Tiểu tử này mặc dù không tu hành nhưng lực khí thật sự là rất lớn, người bình thường sao có thể nhấc 2 thùng nước chạy nhanh như thỏ vậy chứ? Chỉ là đến Miêu Phi Bình cũng không thể nhìn thấy. Triệu Dạ Bạch lúc này là chân không chạm đất. Với tốc độ đề thăng, hư không ở xung quanh Triệu Bạch Dạ đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Tiểu Bạch ca ca, huynh về rồi à? Tiểu Nhã muội muội, muội đã làm xong bài tập hay chưa? Sao lại đợi ta ở đây? Sao trên người của Tiểu Bạch ca ca lại có mùi thuốc vậy? Tiểu Nhã muội muội nghỉ ngơi chút đi, có cơm ta sẽ lại gọi muội. Miêu Phi Bình, là ai đã thương Tiểu Bạch ca ca? Yên tâm đi, người lần này cô đánh không lại đâu, người ta chính là chân nguyên tầng 9, cô không phải đối thủ. Chân nguyên tầng 9, thật hả? Ta không tin. Tinh Tượng Phong đại điện. Sư phụ, không xong rồi. Triệu Nhã muội muội vì báo thù cho Tiểu Bạch sắp đánh chết Lưu Nghị sư đệ rồi, người mau đến quản đi. Không ổn. Thất Tinh Phường đại điện, nhà đầu Triệu Nhã,
buổi sáng vẫn còn là chân nguyên cảnh tầng 3. Sao mới 1 giờ đã công phá đến tầng thứ 6 rồi, còn đánh cho lục nghị là chân nguyên cảnh tầng 9 đến bán sống bán chết. Tư chất của Triệu Nhã xuất sắc, thời gian 10 năm vốn đã đột phá nhập thánh cảnh, đến nay lại không đột phá được, ta nghĩ có lẽ là thái thượng trưởng lão đang cố ý khắc chế. Vậy thì không ổn đâu, đến nay Triệu Nhã bị ép đến đột, bị ép đột tiến tu vi, phá hoại sự sắp xếp của thái thượng trưởng lão dành cho nó, thái thượng trưởng lão sẽ nổi giận mất. Đỉnh núi Thanh Ngọc Phòng, sư phụ, đột phá tầng 3, dựa vào bản lĩnh của con, đối phó với một chân nguyên cảnh tầng 9 cũng không phí sức gì hết, không cần phải để nộ tu vi thật sự của chính mình cường hành đột phá, nếu không phải nào quan trưởng lão kịp thời ngăn cản, Lưu Nghị sợ nào đã bị con đánh chết rồi. Đệ tử cũng không biết gia hỏa đó là yếu như vậy, là con đã xem trọng hắn quá. Triệu Tiểu Bạch, có ta đây, tiền bối có gì phân phó? Triệu Nhã đã đột phá 3 tầng tiểu cảnh giới, ngươi hãy đứng ở đây 3 ngày. Nếu có một giọt nước nào chảy ra, ngươi có thể xuống núi rồi. Ê, tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối không để nước chảy ra đâu. Sư phụ, vì sao lần nào ngươi cũng thế này cơ chứ? Rõ ràng là đệ tử đã phạm lỗi, ngươi lại cứ trừng phạt Tiểu Bạch ca ca. Nếu biết hắn sẽ bị phạt, vậy thì đừng phạm lỗi. Đệ tử cũng muốn cùng chịu phạt. Nếu không đem người mà con coi trọng nhất ra phạt, sao con có thể nhớ được giáo huấn cơ chứ? Nhà đầu này chắc chắn sẽ trở thành một con liệt mã bạo liệt, mà Triệu Dạ Bạch chính là dây cương trên người của nó. Đỉnh núi Thanh Ngọc Phong, Tiểu Bạch ca ca, huynh chờ một chút, muội vào nhà bếp tìm chút đồ ăn cho huynh. Cái này không ổn đâu, huynh đang chịu phạt đó. Sư phụ chỉ nói phạt huynh ở đứng, phạt huynh ở đây đứng 3 ngày, đâu nói là để huynh không ăn không uống. Trước đại điện Thanh Ngọc Phong, thượng quan Tích Dẫn chư vị trưởng lão bái kiến thái thượng. Sự việc trải qua ta đã biết, sau này trông chừng đệ tử môn hạ cho tốt, nếu còn ai trêu chọc người trong Thanh Ngọc Phong của ta sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Cẩn tuân thái thượng chi lệnh. Đỉnh núi Thanh Ngọc Phong, tiền bối trước giờ đều hướng về muội, sau này đừng vì ta cãi lời ông ấy nữa, ông ấy sẽ đau lòng. Muội biết rồi. Nào, Tiểu Bạch ca ca, huynh ở đâu? Sư phụ, Tiểu Bạch ca ca mất tiêu rồi. Tiểu tử này bất ngờ dẫn động đạo ngấn của không gian pháp tắc, bị cuốn vào trong khe hở hư không rồi. Sư phụ, người cứu Tiểu Bạch ca ca, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin người cứu Tiểu Bạch ca ca, đừng hoảng. Tiểu Bạch ca ca, tính lại đi Tiểu Bạch ca ca, huynh tuyệt đối không được có chuyện gì đó. Mấy năm nay mình luôn cố ý chèn ép Triệu Dạ Bạch, đứa bé này ủy khuất, nó nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chính là vì mài luyện tâm tính của nó, may mà nó không khiến mình thất vọng. 3 ngày sau ở trong sân, Tiểu Bạch ca ca là đại ngốc, muội không cho phép huynh đi tìm sư phụ. Tiểu Nhã nghe lời, tiền bối từng nói không cho phép ta tu hành, nay ta ngủ một giấc dậy đột nhiên vào khai nguyên cảnh, chuyện này phải báo với người. Huynh không nói muội không nói, sư phụ sẽ không biết, nay huynh có cơ duyên như vậy nên trân trọng mới phải. Yên tâm, nếu tiền bối không cho phép thì ta không tu hành nữa, vẫn ở Thanh Ngọc Phong bồi muội. Sư phụ nói thế nào? Tiền bối không nói gì cả, trực tiếp đuổi ta ra ngoài. Nếu sư phụ không nói gì, vậy chính là cho phép huynh tu hành rồi. Ta cảm giác tấn thang khai nguyên cảnh lần này có thể là tiền bối âm thầm giúp ta. Không thể nào, muội cảm thấy có liên quan đến trận biến cố lần trước lúc huynh chịu phạt. Không phải đâu, lúc ta hôn mê, trong đầu luôn có một âm thanh đang truyền thụ công pháp tu luyện cho ta. Ở Thanh Ngọc Phong mà có thể làm được chuyện này cũng chỉ có tiền bối. Sư phụ vừa nhỏ mọn lại vừa keo kiệt,
Trong một đêm sao lại đổi tính như vậy chứ? Chẳng lẽ nào vì trận biến cố đó để ông nhìn thấy thứ gì trên người của Tiểu Bạch ca ca? 2 năm sau nhà bếp. Cái gì? Muội nói tiền bối bảo ta cùng muội xuống núi du lịch. Đúng vậy, sư phụ nói phải chuẩn bị cho muội việc tấn thăng thần du cảnh, bảo muội ra ngoài nhìn xem. Muội chờ đã, ta chuẩn bị một chút, phải mang chút quà cho mẹ và bà mới được. À phải rồi, còn có Dương Đại Thúc. Quà à? Muội nhớ trên linh phong của sư tôn, quản thiên hành của Miễu Phỉ Bình có một cây linh quả thụ. Võ giả ăn rồi có thể tinh tiến tu vi, người thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Tính thời gian, trái đó chắc chắn là cũng sắp chín rồi. Sao vô duyên vô cớ lại ớn lạnh vậy? Cửa hàng bánh trôi nước. Tiểu Bạch, Tiểu Nhã, mẹ. Tên Miêu Phi Bình kia có nói mấy năm nay mẹ không có thay đổi gì, con còn không dám tin. Thì ra thật sự là không thay đổi. Sao lại không thay đổi? Đã già đi rất nhiều rồi. Không có đâu, bây giờ hai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nói là tỉ muội người khác cũng tin nữa. Hai đứa này miệng lưỡi ngọt thật, chỉ biết dỗ cho mẹ vui thôi. Chỉ biết làm cho mẹ của các cháu vui thôi, không quan tâm đến bà này nữa đúng không? Không phải đâu bà. Nếu so với mẹ, sự thay đổi của bà càng khiến Tiểu Bạch không dám tin. Bà trong chốc nát đã trẻ hơn 30-40 tuổi. Hai đứa trẻ này nói lung tung, đâu có khoa trương như vậy đâu. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Trên trấn có lời đồn nói rằng bánh trôi nước của chúng ta có công hiệu giữ gìn nhan sắc, vì thế việc làm ăn mới phát đạt như vậy. Bánh trôi nước có thể giữ được nhan sắc hay không thì không biết, nhưng ở chỗ của con có vài quả thật sự có thể kéo dài được tuổi thọ. Hai quả này từ đâu ra? Rất đắt có đúng hay không? Chính là cây mọc ra từ trong núi, không quý giá lắm đâu. Đại điện của Tinh Tượng Phòng. Sư phụ, con sai rồi, đừng đánh nữa, nếu không sẽ chết người đấy. Cái tên vô dụng này, cây này 30 năm mới ra trái một lần, trong chốc nát đã bị nha đầu đó cướp đi hết 12 quả. Tim của vi sư còn đang chảy máu từng giọt đầy. Sư phụ người cũng nói là do Triệu Nhã kia hái, thì người đi đánh cô ta, đánh con làm gì? Đánh cô ta, ta dám hay sao? Hơn nữa nếu như không phải là tiểu tử ngươi lỡ miệng nói ra, sao cô ta biết được ở chỗ của ta có đồ tốt? Ta không đánh ngươi thì còn đánh ai nữa đây? Ngày hôm sau, lần này quay về nhìn thấy mẹ và bà đều tốt thì ta cũng an tâm rồi. Chính là không biết Dương Đại Thúc bây giờ thế nào rồi. Trên đường lớn của chợ Thất Tình. Mẹ nói cho muội biết, trước khi Dương Đại Thúc đi, nói là ông ấy đã đi trấn Thanh Phong rồi. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy ông ấy ở trấn Thanh Phong. Đúng rồi Tiểu Bạch ca ca, chúng ta đã ở trên núi 13 năm, nhưng mà sư phụ chưa bao giờ nói cho chúng ta biết tên của ông ấy. Chuyện này ta đã hỏi Miêu Phi Bình, hắn nghe quản trưởng lão tùy tiện nhắc qua một câu, tiền bối hình như là họ Dương. Cùng một họ với Dương Đại Thúc. Không chỉ là cùng một họ, bây giờ nghĩ lại nếu như nhìn phía sau lưng, tiền bối rất giống với Dương Đại Thúc. Không giống đâu, Dương Đại Thúc chiều chuộng chúng ta giống như là con ruột, mà sư phụ thì cứ như là một tên đại ma đầu. Ông ấy còn kém xa Dương Đại Thúc nhiều lắm. Nửa năm sau, chờ đã, có khí tanh của mùi máu. Lé đi. Dám ra tay với Tiểu Bạch ca ca, ngươi chán sống rồi đúng không? Tên nhóc miệng còn hôi sữa, cũng dám đến nơi mạo hiểm này sao? Hôm nay cho các ngươi đến mà không về. Tiểu Nhã cẩn thận, người này từng chiêu xuất kiếm đều là chí mạng, thực lực tuyệt đối là thần du cảnh hoặc là phía trên. Vị tiền bối này xin dừng tay, hai người chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua nơi này, có phải là ngài hiểu lầm chuyện gì rồi không? Người này sau khi bị thương mới trốn ở đây, nghĩa nào hiểu lầm chúng ta là truy binh đến truy sát hắn hay sao? Ngươi dám? Ngươi cũng đừng hòng yên ổn. Tiểu Bạch ca ca, huynh không sao chứ? Ta không sao, vẫn là Tiểu Nhã muội muội lợi hại, chân nguyên tầng 9 có thể phân cao thấp được với thần du cảnh rồi. Tiểu Nhã,
Trong nhà gỗ, Tiểu Nhã, muội phải cố nền. Là kẻ nào? Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà của ta? Đệ tử của Thất Tinh Phường, Triệu Dạ Bạch, bái kiến phu nhân. Tình hình khẩn cấp, ta tìm được căn nhà gỗ này dừng chân lại. Không biết nơi này là của phu nhân, nếu như có làm phiền xin đừng trách. Bỏ đi, người không biết thì không có tội. Ngươi cứ dùng đi. Chờ đã phu nhân, muội muội của ta bị thương nặng. Ta thân là nam tử, không tiện giúp muội ấy băng bó vết thương. Ngươi ra ngoài trước để ta xem thử thế nào. Không biết phu nhân có thể giúp đỡ được không? Sau một canh giờ, phu nhân đây là. Lẽ nào muội muội của ta bị thương rất nặng hay sao? Ngươi đừng căng thẳng, ta chỉ là bị gió làm cho híp mắt lại thôi. Muội muội của ngươi bị thương không nặng, ta đã băng bó vết thương xong rồi. Đa tạ phu nhân. Hai người là huynh muội sao? Nhưng nhìn mặt không được giống cho lắm. Ta và Tiểu Nhã không phải là huynh muội ruột, nhưng mà đã lớn lên cùng nhau, cũng giống như là huynh muội ruột. Các ngươi rốt cuộc đã chọc đến ai vậy? Ta cũng không rõ tình hình cụ thể. Khi chúng ta đi trên đường thì đột nhiên gặp phải kẻ địch mạnh, Tiểu Nhã vì cứu ta nên mới bị thương. Muội muội của ngươi bây giờ đã bị thương, nếu như bây giờ các ngươi bị người đó phát hiện thì rất nguy hiểm. Nếu như ngươi không chê, thì hãy đưa muội muội đi vào trong nhà ta ở tạm vài ngày. Phu nhân cao thượng, Triệu Dạ Bạch vô cùng cảm kích. Trời cũng đã tối rồi, quay về trước rồi tính tiếp. Trong nhà của Trần Tuyết Mai. Trần Tuyết Mai, ngươi bị điên rồi sao? Lại tùy ý đưa một người ngoài về nhà. Nếu như kẻ thù của bọn họ giết đến đây thì phải làm sao? Lão gia có còn nhớ tới Đông Nhi? Đang yên đang lành, nhắc chuyện này làm gì? Đông Nhi khi vừa mới sinh ra, đã bị người ném vào trong núi tuyết. Đợi ta đuổi tới, đến ngay cả bóng dáng của con cũng không tìm được nữa. Đã trôi qua lâu như vậy rồi, còn chưa chịu buông xuống. Những năm nay thỉnh thoảng lại chạy vào núi tuyết. Trên núi đó thì có cái gì? Ngươi có thể tìm thấy cái gì cơ chứ? Ta không buông xuống, đó là con của ta. Hạo Nhi cũng là con của ngươi. Những năm nay ngươi có quan tâm được nó bao nhiêu hay không? Tại sao cứ phải luôn nhớ tới một người chết? Đông Nhi nói chưa? Có chuyện gì? Lão già, phu nhân, thiếu gia về rồi, còn đem theo một vị sư huynh đồng môn. Đi đón khách với ta, đừng làm mất mặt của ta nữa. Trong đại sảnh của Hứa gia, Hồ Huân của Linh Hải Điện bái kiến hai vị trưởng bối. Ây dồ, Hồ thể chất, Hồ thế chất. Người đến là được rồi, còn đem qua đến làm gì, đúng là khách sáo quá. Đó không phải là quà, mà là một cái đầu. Là đầu của ai? Một cái đầu của tên giặc. Mặc dù con đã làm hắn bị thương, nhưng lại để hắn chạy thoát. Ai mà biết đi trên đường, lại thấy xác của hắn đầy đường, xem như là nhặt được của hời. Không thể nói như vậy được, nhất định là trước đó, Hồ thế chất đã làm hắn bị thương, vết thương của hắn quá nặng mới không trị khỏi mà chết. Không phải như vậy, ta xác nhận qua xác của tên giặc này. Nguyên nhân cái chết thật sự là hắn bị một thương dài đâm xuyên vào cơ thể, mất máu quá nhiều mà chết. Thương dài, hôm nay ta có một cô nương bị thương về đây, binh khí trong tay của cô ấy đúng là một chiếc thương dài. Thế thì nhất định là cô ta rồi, nhiệm vụ lần này của sư môn có thể hoàn thành dễ dàng như vậy. May mà có cô nương này, chúng ta phải gặp mặt cảm ơn thôi. Vừa hai chân người của ta cũng có đem theo thuốc trị thương, có lẽ là giúp đỡ được. Hành nàng đẹp, thật sự quá đẹp. Sư huynh, tại sao sau khi bước ra khỏi phòng của Triệu cô nương lại như là mất hồn vậy? Sư đệ, sư huynh ta đến nay cũng đã độ tuổi tính đến hôn sự rồi. Triệu cô nương đó đẹp như tiên nhân, rất xứng đôi với ta. Theo ta quan sát cô nương đó, cô ta hình như có tình cảm sâu lặng với Tiểu Bạch huynh đệ kia. Sư huynh sợ là không có cơ hội đâu. Người ta muốn, ai quản cô ta có tình nguyện hay không? Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm rồi, cô ta phải nghe theo. Sư huynh, cứ để tiểu nê tử này nghỉ ngơi tu dưỡng vài hôm, đợi ả hồi phục khí được rồi, dạy dỗ chắc hẳn là sẽ rất kích thích. Ba ngày sau, trong sân, ngươi không lo lắng cho muội muội của ngươi hay sao? So với muội muội của ta, ngươi vẫn là lo lắng cho hồ sư huynh của ngươi trước đi. Tiểu tử này nói linh tinh gì vậy, nghĩa nào bị dọa đến hồ đồ rồi sao? Hạo Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
sao lại quậy ra động tĩnh lớn như vậy? Không có việc gì, chỉ là Hồ sư huynh nhất thời ngứa ngờ, đang cọ sát với vị cô lương đó. Cọ sát, đây chẳng phải là làm loạn rồi sao? Tiểu Nhã thương thế chưa lành, sao có thể cùng người cọ sát được chứ? Việc của hai người bọn họ, làng nhúng tay vào làm gì? Hồ Huân Kiên là đệ tử cốt lõi của Linh Hải Điện, nhà chúng ta cũng không đắc tội được. Hạo Nhi, Tiểu Nhã tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện. Coi như nương cầu xin con đi khuyên sư huynh của con có được hay không? Nương, người không biết tính cách của sư huynh đâu, việc hắn đã quyết định, ngoại trừ sư phụ ai cũng không khuyên được. Phụ nữ như nàng sao lại thích khoản việc nhàn rỗi vậy? Người tu tiên rèn luyện cộ sát với nhau chẳng phải là bình thường hay sao? Sao nàng cứ phải làm ầm lên như vậy chứ? Đừng cản ta. Ngươi không đi, ta đi. Phụ nữ ngu xuẩn, ngươi cứ phải hại con trai của ta không có chỗ đứng ở Linh Hải Diện mới vui vẻ hay sao? Nương, ngươi không sao chứ? Việc này rất là phức tạp. Nghe lời con trai, ngươi đừng quản nữa. Sao ta có thể không quản được? Trong đó là Đông Nhi, là con gái của ta. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Khi ta băng bó cho nó, đã nhìn thấy vết bớp, năm cánh hoa mai trên vai trái của nó, nhiều năm như vậy rồi. Mọi đặc trưng trên người của Đông Nhi, ta vẫn đều nhớ rất rõ ràng. Cô ta là tỷ tỷ chết yểu kia của ta, tỷ ấy chưa chết. Thật tốt quá, Tiểu Nhã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi. Sao nàng không nói sớm? Năm đó chàng nhẫn tâm đem nó vứt đi. Đến nay nó đã trưởng thành, chàng còn có tư cách gì mà nhận nó chứ? Hạo Nhi, mau đi cản sư huynh con lại, đó chính là tỷ tỷ ruột của con ấy. Con, hiện giờ con sẽ đi. Thần du cảnh, tỷ tỷ tấn thăng thần du cảnh rồi. Hồ Huân sư huynh vậy mà lại thua. Hắn là thần du cảnh tầng 3 đấy. Tỷ tỷ dù năm trận đột phá cũng không thể nào thắng hắn được chứ. Tiểu Nhã đừng mà, hắn là đệ đệ của muội. Tiểu Bạch ca ca, huynh nói gì vậy? Ây, ta nói Hứa Hạo là đệ đệ ruột của muội, muội là con gái ruột của Mai gì? Bà là lương của ta. Cha, sư huynh chết rồi, nguy rồi, lần này thì hết thật rồi. Tiện nhân, nhìn xem việc tốt mà ngươi đã làm đi. Đại viện của Hứa gia, tiện nhân, nhìn xem việc tốt mà ngươi đã làm đi. Ngươi làm cái gì vậy? Nếu sớm biết nó đem lại tai họa như vậy cho Hứa gia, ban đầu có lẽ ta nên tự tay bóp chết nó. Là như vậy ngươi cũng nói ra được sao? Con bé là con ruột của ngươi đấy. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là cha của ngươi đấy. Đối với ta mà nói, dạy ta nuôi ta mới là người thân của ta, ngươi là cái thá gì chứ? Tiểu Nhã mau đi thôi, tình hình có gì đó không đúng. Lần này thì toang rồi, sư tôn nhất định là đến báo thù cho sư huynh, đệ tử bái kiến sư tôn. Điện chủ của Điện Minh Hải, Giả Hoành. To gan dám giết chết đồ nhi của ta, bổn tọa nhất định sẽ chém nữ tử đó ra thành trăm mảnh. Mẹ không sao chứ? Tiểu Bạch ca ca, chia nhau ra đi. Tiểu Nhã, chuyến đi ra ngoài lịch luyện lần này đều là Tiểu Nhã bảo vệ mình, lần này mình tuyệt đối không thể nào làm liên lụy đến cô ấy. Chỉ là một thần du nhỏ bé mà cũng dám hỗn náo trước mặt của bốn tọa, là kẻ nào? Tiểu Bạch ca ca, sao huynh lại đuổi theo nhanh như vậy? Ta cũng không biết, ta sẽ đưa muội về thành Ngọc Phong để tìm tiền bối trước. Đây là một loại chiêu thuật kỳ lạ gì vậy? Lại có thể để một tiểu tử có tu vi khí động cảnh con chạy nhanh hơn đế tôn cảnh ta. Thất Tinh Phương, Thái thượng của bốn tông, biết Giả Điện Chủ tới đây, đang còn đợi ở Thanh Ngọc Phòng, mời Giả Điện Chủ. Thượng Quan Phương Chủ, hai đứa trẻ kia là người của Thất Tinh Phương hay sao? Bọn họ rốt cuộc là có thân phận gì? Nếu như Giả Điện Chủ muốn biết, chỉ bằng hãy tự đi hỏi. Ta ngược lại muốn xem thử hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại điện của Thanh Ngọc Phong, xem ra chuyện lần này cũng xem như là đã qua. Hai người các ngươi đi vào đây.
Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ cho muội. Sư phụ, tiền bối. Dương Đại Thúc. Sao Dương Đại Thúc lại ở đây? Là tiền bối đưa ngài tới đây hay sao? Tiền bối đâu? Tiểu Bạch ca ca. Có khả năng nào Dương Đại Thúc chính là sư phụ hay không? Dương Đại Thúc chính là sư phụ. Tiểu Nhã quả nhiên thông minh, trong chốc lát đã đoán ra được rồi. Nếu như sư phụ chính là Dương Đại Thúc, vậy mấy chục năm nay tại sao lại chèn ép Tiểu Bạch ca ca cơ chứ? Chỉ bằng bản thân ngươi tự đoán đi. Từ trước đến nay, cường giả trước khi sắp tới tuổi thọ đều sẽ dốc hết sức mình tìm kiếm truyền nhân cho bản thân. Sự thật chỉ có một. Sư tôn, không lẽ nào người sống không được bao lâu nữa ư? Vì thế muốn tìm Tiểu Bạch ca ca để kế thừa truyền thừa của thúc sau, nên mới rèn luyện huynh ấy như vậy. Dương Đại Thúc đừng chết mà, chúng ta không nỡ xa ngài đâu. Sau này ta sẽ không chọc giận thúc nữa. Ta còn khỏe lắm, hai người các ngươi nếu như không cố gắng tu luyện, ta có thể lo mai chay cho các người nữa đấy. Thanh Ngọc Phong đại điện, ta còn khỏe lắm, hai người các ngươi nếu như không cố gắng tu luyện, ta có thể no ma chay cho các người nữa đấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dọa chết ta mất. Lúc trước khi chúng ta chạy trốn, Tiểu Bạch ca ca từng thi triển một loại sức mạnh cực kỳ cổ quái. Sức mạnh đó có thể bò qua sự cản trở của không gian. Lẽ nào sức mạnh đó có liên quan đến y bát của sư phụ hay sao? Đây là không gian pháp tắc, Tiểu Bạch thiên phú dị bẩm. Khi còn ở trong bụng mẹ đã thể hiện ra thiên phú về mặt này. Cho nên, thực ra những năm nay, đệ tử mà sư phụ muốn thu vẫn luôn là Tiểu Bạch ca ca. Cũng không thể nói như vậy, con đã đứng vững ở trên thương đạo. Không gian đạo và thương đạo chính là đạo của ta. Cho nên con cũng là truyền nhân y bát của ta. Thật tốt quá, Tiểu Nhã muội muội rất là lợi hại. Con cũng lợi hại. Con cuối cùng cũng có năng lực bảo vệ mọi người rồi. Đừng vọng tưởng đắc ý nữa, luận về tư chất, ngươi còn kém Tiểu Nhã 108.000 dặm. Dạ dạ dạ, về sau con nhất định sẽ cố gắng bù đắp. Sư phụ, năm đó người cố tình lưu lại địa chỉ của Thanh Phong Trấn là muốn để ta và phụ mẫu ruột gặp lại hay sao? Vì sư vốn nghĩ là một tâm nguyện của con, không nghĩ là người nhà đó lại. Đứa trẻ Triệu Nhã này từ nhỏ đã cứng đầu, vốn là muốn muộn lần lịch luyện này để tìm tình thân hóa giải tâm kết của nó, không ngờ rằng lại thêm dầu vào lửa. Sư phụ, con không ghi hận hứa ra, con có thể cảm nhận được Mai Di là thật lòng thương yêu con. Từ nay về sau, coi như không ai nợ ai. Con là đứa trẻ hiểu chuyện, đối với đứa trẻ có xuất thân như vậy mà nói, Triệu Nhã thật sự quá hiểu chuyện, ngược lại càng khiến người ta đau lòng. Còn có một việc ta muốn nói với các con, về sau, ta sợ là sẽ không có thời gian ở bên các con nữa. Dương Đại Thúc, thúc phải đi xa hay sao? Cũng không tính là đi xa, trên đế tôn là khai thiên, mà khai thiên chính là hình thái thế giới tiểu càn khôn trong cơ thể của chính mình. Mà các con hiện giờ đang ở trong tiểu càn khôn của ta. Thân thể ta đến nay bị nhốt ở trong một thế giới vụn vỡ, đến nay đã tìm được cách thoát ra, tiếp theo đây ta phải dốc sức đối phó. Khi ta không có ở đây, các con phải cố gắng tu hành. Hy vọng lần tới khi ta đến thăm các con đều có tiến triển. Dạ, chúng đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Họ là Mộc Linh nhất tộc, cũng là khách trọ từ đầu ở trong tiểu càn khôn này của ta. Sau khi ta đi, các con nếu có vấn đề gì đều có thể hỏi bọn họ. Được, con và Tiểu Nhã muội muội sẽ ở đây đợi Dương Đại Thúc quay về. Mảnh vỡ không gian. Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, ngươi đã ngủ cả 10 năm đấy. Ngươi đã phá giải được không gian pháp tắc nơi này. Không tính là phá giải, chỉ là tìm được một số quy luật. Vậy ngươi có nắm chắc có thể ra ngoài được không? Tìm được đường ra có lẽ không khó, khó chính là mảnh thần thông. Khó chính là mảnh thần thông hải ở bên ngoài kia. Đúng rồi, bên ngoài không gian vỡ vụn này,
có một mảnh thần thông hải với vô số cấm chế thần thông. Dựa vào sức của ta và Dương Khai, căn bản không thể nào sống sót chạy ra ngoài. Thần thông, tình hình hiện giờ. Phân tắc lượng hại, hợp tác lượng lợi, không bằng ngươi buông xuống thành kiến. Chúng ta cùng hợp tác một lần thế nào hả? Ngươi không sợ làm bạn với hổ hay sao? Ngươi sẽ không giết chúng ta đâu, ta chết rồi, kiến địa tuyền cũng sẽ không thể nào tồn tại được nữa. Chưa kể đến không có ta dẫn đường, ngươi cũng không thoát ra được. Lời tốt lời xấu đều bị ngươi nói hết rồi, bản quân còn có thể nói gì được nữa? Thế nào vẫn ổn? May mà, ngươi vào lúc mấu chốt cuối cùng đã cắt đuôi được Thành Dương Thần Quân, nếu không chúng ta hiện giờ chắc chắn là sẽ là tù binh của người ta rồi. Ta chỉ nói cùng hắn hợp tác thoát khỏi mảnh thần thông hải đó, chứ không nói sau khi thoát được thì phải ngoan ngoãn đi theo hắn. Đây là nơi nào vậy? Không biết nữa. Lần thuấn dịch cuối cùng, ta căn bản không thể nào khống chế được phương hướng, quỷ mới biết được chúng ta đang ở đâu. Ngươi còn đi được không? Cô nghĩ sao? Không biết vì sao, long mạch chi lực trong cơ thể của ta lại có chút dục dịch. Giống như là có sự thân thiết kỳ lạ với mảnh thiên địa này, nghĩa nào, nơi này có liên quan đến long tộc.